Đây là chương trình Tiếng Quê Hương thực hiện bởi Phùng Tuệ Châu và Nguyễn Phương Hùng. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Chương trình Tiếng Quê Hương được phát hình vào 2 lần mỗi tháng. Đặc biệt chương trình chúng tôi với 2 chủ đề: Việt Nam phát triển và Việt Nam với thế giới bên ngoài. Xin mời quý thính giả đón xem. Phùng Tuệ Châu xin trân trọng kính chào quý khán giả của Tiếng Quê Hương. Chúng tôi Nguyễn Phương Hùng xin kính chào khán giả của chương trình Tiếng Quê Hương. Anh Nguyễn Phương Hùng hôm nay anh đi đâu mà có vẻ cũng đẹp dữ ạ? Dạ thưa chị, bữa nay là đầu tháng 12. Ồ đúng rồi. Vâng, thì mình chuẩn bị cho Tết. Yeah. Chuẩn bị cho Tết rồi, nhưng vâng. Mà nếu mà nói tới đầu tháng 12, nói tháng 12 đó, cho tôi được nhắc lại với anh câu chuyện là gọi là ôn cố chi tân. Anh nhớ không? Yeah. Tháng 12 năm 1972, đó là ngày mà Hoa Kỳ dội bom B-52 trên không phận Hà Nội và Hải Phòng. Và chúng ta đã có một cái danh từ gọi là trận chiến Hà Nội Điện Biên Phủ. Đó đúng ra thì gọi là Điện Biên Phủ trên không. Dạ thưa chị, đó nghe đó lưu. Không, trong KBC Hải Ngoại thưa quý khán giả. Nhưng tôi đọc báo Nhân Dân. Dạ, vâng. Tôi đọc báo Nhân Dân thì là bảo trận chiến Điện Biên Phủ. Vâng, chúng tôi thì không có biết Nhân Dân ở Việt Nam, chúng tôi chỉ biết KBC Hải Ngoại ở bên này. KBC Hải Ngoại của Nguyễn Phương Hùng. Chúng tôi dùng cái danh từ đó là gọi là trận chiến Điện Biên Phủ trên không. Chị biết đó, tại sao không? Tại vì trận Điện Biên Phủ đã đưa lại một sự thống nhất của Việt Nam. Từ đó khởi nguyên. Tôi nghĩ rằng cái sự thống nhất của đất nước Việt Nam bắt đầu từ trận Điện Biên Phủ. Sau đó chúng ta có Điện Biên Phủ trên không. Và sau đó thì là ngày thống nhất 30 tháng 4. Thì bây giờ anh biết rồi, tôi cũng biết rồi, mà có thể là có những người không biết. Quý khán giả chúng tôi là chuyên môn là không bao giờ đồng thuận với nhau ấy. Xin phép quý khán giả cho tôi sơ lược sơ qua về trận chiến trên không. Mình cũng chép từ Nhân Dân ra. Tức là vào cuối tháng 12 năm 1972, quân dân thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược quy mô chưa từng có trong lịch sử, làm nên chiến thắng gọi là Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, và đã buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và rút quân về nước. Cái nguyên nhân quan trọng anh có biết là làm sao mà góp phần mà Việt Nam mình đã tiêu diệt ở B-53 không? Là do quân chủng nòng cốt phòng không không quân. Dạ, đúng là gì vậy? Dạ, biên chủng phòng không nòng cốt không quân mà họ đã nghiên cứu là do ai? Là do ý kiến của Hồ Chủ tịch. Cái này mới hay nữa. Tức là ngay từ năm 1962, Bác Hồ đã đặt vấn đề về việc nghiên cứu B-52 và chuẩn bị cho đánh B-52. Ngày 19 tháng 7 năm 1965, khi đi thăm Trung đoàn 234 thuộc quân chủng phòng không không quân, Bác Hồ đã khẳng định, câu này Bác Hồ nói hay lắm, vui lắm. Bác Hồ đã khẳng định rằng dù đế quốc Mỹ có lắm súng, có nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì đi nữa, ta cũng đánh, mà đánh là nhất định phải thắng. Thấy chưa? Bác Hồ đã tuyên bố từ năm 1962 đó rồi. Bây giờ anh xin anh mời anh có ý kiến. Thưa chị, là như thế này, là trong cái chương trình của trang mạng KBC Hải Ngoại của chúng tôi có những cái tài liệu rất là về bí mật về cái trận chiến B-52 này. Trong cái trận chiến B-52 đó, chính vũ khí của Nga Xô là hỏa tiễn Sam và những cái vũ khí của Trung Cộng thì họ không dám khẳng định rằng sẽ tiêu diệt được B-52. Nhưng mà một người đã rất là giỏi ở trong quân đội nhân dân ngoài miền Bắc đã gọi là mình tiếng nói gọi modify, tức là sửa lại những cái hỏa tiễn đó, để mà bắn được cái tầm lên, không những là đi xa mà lại còn chính xác. Thì quý vị có thể vào trong đó, cái chương trình nó rất là cái bài rất là dài thì nó diễn tả lại tất cả cái. Nhưng mà chị nói chuyện đó thì nhân tiện đây chúng tôi cũng xin được năm ngoái khi mà chúng tôi đi tới mà đền Quan Thánh ấy, thì chị để làm lễ để tham dự Tết ở đó. Chúng tôi đi dọc cái hồ Trúc Bạch. Anh có thấy xác phi cơ không? Dạ, thưa chị, đó tôi muốn nói với anh ạ. Cái hồ Trúc Bạch thì bây giờ cái xác phi cơ không còn đó nữa, nhưng mà đã ở bên mà khi mà ở bên tỉnh Thái Bình, nhà thờ cổ Nam Định đó, thì chúng tôi đã có nhà thờ Phát Diệm chứ, xin lỗi, nhà thờ đá Phát Diệm, thì chúng tôi đã nhìn được biết là 3 cái hố bom. Nhưng mà hố B-52 cũng như hố bom. Nhưng mà tại hồ Trúc Bạch chúng tôi nhìn thấy tượng của ông John McCain hay gì. Đây thì cái tượng ông John McCain này thì chúng tôi xin diễn tả là ông quỳ và 2 tay còng đằng sau lưng. Thì ông John McCain đã nhảy dù từ ở trong chiếc máy bay ông bị bắn. Thì ông rớt xuống cái hồ Trúc Bạch. Về khi ông rớt xuống thì ông đã được quân đội nhân dân ở miền Bắc cũng là đồng bào. Thì theo lời thuật lại của một vài sĩ quan mà chúng tôi đã gặp được ở ngoài miền Bắc á, họ kể lại cho tôi, họ chứng kiến ở cái chuyện đó. Thì anh Phạm Nguyên Khánh cho biết là lúc đó đó là đồng bào úa ra đầy đường hết. Nhưng mà chỉ có chửi thôi chứ không có, hoàn toàn không có một cái hành động gì gọi là nhục mạ. Thì có lẽ là có những người chẳng hạn phẫn uất quá, họ liệng những cái đất cái đá. Tại vì lúc đó chị biết là dọc cái bờ hồ đó là tất cả những cái hố cá nhân, để bất cứ giờ phút nào mà có còi báo động là dân chúng đang đi đường nhảy xuống để tránh bom. Thì đó là mình không trách được những cái sự phẫn uất ở đồng bào. Tuy nhiên rằng ông John McCain bị bắt ngay tại chỗ lúc đó và bị còng tay. Thì cái tượng của ông để đó. Và chính ông John McCain năm 1985 nếu tôi nhớ thì ông đã trở lại về Việt Nam, và để như kiểu ông khánh thành chuẩn bị mà đặt viên đá đầu tiên cho cái khách sạn Hà Nội Hilton hay gì đó. Tức là cái hỏa lò mà hồi xưa ông bị ra mà đó. Thì ông đã là cái người đi qua cũng khánh thành luôn cái bức tượng mà chính ông bị còng tay. Thưa chị, ý của chúng tôi muốn nói rằng là cái trận chiến B-52 đó đã, cũng như là các cái cuộc đánh bom của các không quân Mỹ đã bị thất bại, và thường thường á, trong tất cả các cuộc trận chiến thì không quân là làm chủ không phận đó, và không quân Việt Nam mình không có đủ không quân để mà tiếp xúc. Nhưng mà vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà khi nói về trận chiến B-52 của Hoa Kỳ dội bom tới Hà Nội, Hải Phòng đó, thì tôi phải nói tới là cô em họ của tôi, con của ông cậu ruột tức là Hoàng Khổng Văn đó, thì cô bị chết ngay tại khu Khâm Thiên. Xin lỗi, chia buồn với chị. Chúng tôi không được biết tin này. Thưa quý khán giả của đài Tiếng Quê Hương, và đó là những cái hình ảnh của năm xa xưa rồi. Mình phải nhắc tới bởi vì kỷ niệm tháng 12 năm. Châu ngày hôm nay có một người thân cũng đã nằm trong cuộc chiến, và cá nhân chúng tôi cũng, anh tôi và em tôi cũng đã nằm lại trong đất nước, trong quê hương của Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy một ông John McCain là một người Mỹ, đó là không có cùng da vàng với chúng ta, nhưng mà ông John McCain cũng đã quên tất cả quá khứ, để mà nghĩa là bắt tay làm lại cái lịch sử mới. Và nếu mà ông John McCain đã đắc cử hồi nhiệm kỳ 2010 thì có lẽ là 2008 thì có lẽ là có những cái sự biến động khác. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi thấy rằng là ông John McCain, cái tuổi ông quá lớn, khá lớn, nhưng mà ông không lũ lẫn. Nhưng mà thôi, nhưng mà mình cũng phải tha thứ đi. Anh phải công ý là người Mỹ người ta không có hận thù lâu năm. Không, họ đâu. Mà cái ông Việt Nam mình sao lại cái hận thù muôn đời. Ý của tôi nói như vậy đó thưa chị. Ý của tôi nói là mình cùng một dòng máu đỏ da vàng, mình cùng làm người Việt Nam, mà mình cùng nói một ngôn ngữ Việt Nam, mặc dù chúng ta phát âm khác nhau, miền Bắc miền Trung miền Nam. Tuy nhiên rằng tại sao chúng ta không có thể quên được qua quá khứ. Nếu oán thì nên cởi. Thuyết nhà Phật đấy ha. Vâng, thuyết nhà Phật, oán thì nên cởi, mà nghe là gọi là ân thì nên kết. Thì tại sao chúng ta không lấy oán mà nghĩa là quên đi, mà lại cứ lấy oán mà trả oán, thì nghĩa là nó đời đời kiếp kiếp là thưa chị. Thì chúng tôi thấy rằng cái chuyện như ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã tới đây và đã ngồi trong cái phòng này lần trước, trong chương trình trước, chị thấy rằng thì ông Thứ trưởng đã cho thấy rằng một cái sự gọi là cái tinh thần nhân đạo của người Việt Nam mình, để sẵn sàng họ quên. Những người chiến thắng thì họ quên, không nói gì, nhưng mà chúng ta đã thấy rằng người Mỹ họ thua. Cái đó là cái quan trọng của nó đấy, người Mỹ. Mà cái người Mỹ là anh nhớ rằng là tôi đã gặp rất nhiều những người vợ của những người Mỹ và đã chết trong chiến tranh Việt Nam, hoặc là họ có cha chết trong chiến tranh Việt Nam. Khi tôi gặp lại họ, tôi hỏi họ thì họ bảo this over, qua rồi, bây giờ lịch sử là bây giờ bây giờ tôi muốn trở lại Việt Nam, không phải là bằng súng bằng đạn, mà bằng cái tình yêu của người giữa con người. Chị nói như vậy thì tôi nhớ lại cái ngày 30 tháng 4 vừa rồi, trong cái chuyến đi mà Trường Sa đó. Thì sau chuyến đi Trường Sa thì tôi có ra ngoài miền Bắc để tham dự một cái gọi là cái đại nhạc hội ngày thống nhất đất nước. Thì lúc thì giờ rảnh tôi có lại lăng của ông Hồ Chí Minh. Lúc hôm đó thì tôi lại gặp được một phái đoàn Mỹ, toàn là cựu quân nhân. Tôi đứng nói chuyện với họ, thì họ nói rằng họ là cựu quân nhân, trong đó có hai bà là gọi là quá phụ. tức là như là chồng bà đã chết trong chiến tranh. Thì có một ông đó thì ông là một thương phế binh, nhưng mà con ông ấy cũng ở Việt Nam và con ông cũng chết tại cái chiến tranh Việt Nam. Và họ nói gì về ông Hồ Chí Minh chị biết không? Có nhiều tài liệu đầy lắm. Tài liệu họ mình đó. Nhưng mà người ngoại quốc họ nhận xét về đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ nói với bác Hồ như thế này: quý vị nên hãnh diện là đất nước quý vị đã sinh ra một best ever leader in the world. Tức là cái câu đó còn có nói rằng bác Hồ là một vị lãnh tụ, nghĩa là tuyệt hảo nhất trên thế giới. Theo cái anh ngữ của tôi như nói như vậy. Thì tôi hỏi làm sao quý vị biết? Chính chúng tôi mà còn chưa biết hết bác Hồ mà quý vị biết được. Thì bà nói rằng trước khi qua đây, qua Việt Nam đó, để thăm quan Việt Nam để đi tìm xác của con tôi, chúng tôi đã đọc những tài liệu về ông Hồ Chí Minh và chúng tôi thấy rằng ông ta quả là một nhân tài. Không phải là của đất nước Việt Nam quý vị đâu, mà đây là một nhân tài của thế kỷ. Chúng tôi xin lặp lại của một người ngoại quốc đã nhận xét về bác Hồ như vậy chị. Bởi vậy khi mà hồi sáng nay, hôm qua tôi đọc cái tin trên báo Nhân dân rằng là bác Hồ đã đi thăm cái trung đoàn 234. Bác Hồ nói dù Mỹ có B-51, B-52, B gì đi nữa ta cũng phải đánh thắng. Nhưng là có những câu chuyện bác nói rất là vui, nhưng mà quyết tâm. Cái mà tôi phục nhất về ông Hồ Chí Minh là tôi chưa bao giờ thấy bác Hồ làm chủ một chiếc xe hơi, và luôn luôn mặc những cái bộ đồ rất là bình dị, hoặc đồ 4 túi hoặc là ấy, chứ không mặc đồ như vậy. Ông mặc như này là ông khác với bác Hồ rồi. Dạ không, là tôi đang ở Mỹ chưa gì. Vâng, dạ. Nếu mà tôi mặc được, nếu mà tôi được làm một cái chức vụ gì như ở Việt Nam thì tôi sẵn sàng là tôi không mặc đồ vest. Thôi được rồi, tha thứ đi. Thôi bây giờ cố chị Tuân mình đi qua chuyện khác rồi. Vâng, thì qua chuyện khác là một cái tin mừng rằng là theo báo Thanh Niên là Việt Nam đã có một ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam là Lê Lương Minh đã được các quốc gia Đông Nam Á ASEAN bầu làm Tổng Thư ký ASEAN. Và lãnh đạo của 10 nước Đông Á đó nha, đã bầu ngày 18 tháng 11 là một cái về Việt Nam đã được đề cử làm Thứ trưởng Ngoại giao và Tổng Thư ký của ASEAN. Và để biết thêm một ít chi tiết thì quý vị cũng thấy rằng là khi mà họp hội nghị ASEAN của các quốc gia Đông Nam Á đó, thì là các quốc gia Đông Á luôn luôn yêu cầu Trung Quốc phải vô bàn để với hội nghị COC nói về những cái Biển Đông. Nhưng mà Trung Quốc thì cứ lấn chắn không nói ra. Rồi thì trong cái cuộc họp ngày 18 tháng 11 đó thì cái ông Campuchia đó là cái ông mà coi như là mình tạm nói là coi như là tay sai, là chịu khó mà lệ thuộc Trung Quốc, đã tuyên bố rằng là các quốc gia ASEAN đã đồng thuận về vấn đề Biển Đông, tức là giải quyết theo song phương thôi, giữa Trung Quốc và một quốc gia nào đó, chứ không phải giải quyết theo kiểu mà quốc tế đa hòa. Cái điều đó là điều trái lại với Philippines và Việt Nam. Philippines phản đối ngay lập tức. Philippines bảo đây là vấn đề quốc tế. Trong khi đó Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của mình Phạm Bình Minh cũng đặt cái vấn đề ngay, tức là Campuchia nói sai, đây là một vấn đề quốc tế và chúng tôi yêu cầu là quý vị phải nhìn nhận đây là một vấn đề quốc tế chứ không phải là vấn đề mà gọi là song phương. Rồi bây giờ có một vài chi tiết nữa thì chúng tôi muốn giới thiệu với quý khán giả về ông Tổng Thư ký, ông Thư ký của ASEAN là ông Lê Lương Minh. Có những cái chi tiết tôi gạch để xin mời anh đọc. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một bản tin từ Vietnamnet, trích từ Vietnamnet. Lần đầu tiên mà người Việt Nam làm Tổng Thư ký ASEAN. Việt Nam sẽ chính thức có đại diện làm Tổng Thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013 và 2017. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Vâng thưa chị. Kế nhiệm ông Surin Pitsuwan, tức là kết thúc nhiệm kỳ cuối năm nay, thì Việt Nam đã đề cử ông Lê Lương Minh như chị đã nói làm Tổng Thư ký của ASEAN. Thì trong cái chương trình nghị sự này, hội nghị cao cấp ASEAN lần thứ 21 từ ngày 18 18 tới ngày 20 tháng 11 diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia. Thì các nhà lãnh đạo cao cấp của ASEAN đã chính thức xem xét và chuẩn y sự đề cử của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam là Lê Lương Minh là Tổng thư ký ASEAN và nhiệm kỳ 2013-2014 và bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2013. Và theo nguyên tắc thì ASEAN thì vị trí của Tổng thư ký ASEAN đã được đề cử luân phiên giữa 10 nước thành viên. Nhiệm kỳ của một vị trí này kéo dài 5 năm. Như vậy sau Thái Lan đến lượt Việt Nam đã được đề cử để đại diện làm Tổng thư ký ASEAN và quyết định đề cử của Thứ trưởng Lê Lương Minh sau khi được các nhà lãnh đạo cao cấp ASEAN chuẩn y đề cử thì ông Minh sẽ chính thức nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 và như vậy thì phải là 50 năm nữa mình mới trở lại làm Tổng thư ký. Lúc đó là đời mình đi rồi, lúc đó con cháu mình theo dõi cho đến phiên mình nữa. Dạ vâng thưa chị, thì đây là một cái tin rất là vui. Và không những như vậy thì chúng tôi cũng xin nói qua sơ qua thì trong cái đại hội mà của ASEAN kỳ này đó có mà về ông Tổng thống tái đắc cử là ông Tổng thống Obama. Barack Obama đã có hiện diện ở đó. Và lần này ông Barack Obama chỉ đi thăm có 3 nước ở Á Châu, đó là Campuchia và Lào và Mỹ Điện. Vì thì tại sao mà ông Obama đi trong 3 cái nước này? Chị thấy rằng rất là quan trọng bởi vì 3 nước này đang là những cái con mồi của Trung Quốc. Đúng rồi. Trung Quốc họ đang chài mồi Campuchia, chài mồi Lào. Nước Lào là nước giàu nhất, nghèo nhất. Đó là cả ở trong Á Châu. Tôi còn nói đùa ở Campuchia thì như thế này đó, ở Campuchia họ nghèo đến nỗi mà một cái trái cam họ bu lại họ chia với nhau gọi là Campuchia. Thế nhưng mà Lào nó còn nghèo nhất. Và cái nước mà mới đây nữa là chúng ta thấy rằng Miến Điện, Myanmar thì ông Obama đi để trấn an 3 nước này là bây giờ Mỹ muốn tạo ảnh hưởng và muốn đưa Miến Điện trở thành một cái khối Đông Nam Á của Hoa Kỳ. Tại vì đối với Hoa Kỳ là Việt Nam bây giờ là đã ổn định lắm rồi. Yeah. Nhưng mà thế này nè, theo cái tin tức quốc tế mà tôi đọc được thì thật sự ông Tổng thống Obama của tôi nghĩa là ông chỉ có cái bề mặt hiện diện thôi, tức là cũng như cảnh cáo Trung Quốc biết rằng đây, ông này của chị đấy hả? Của tôi đấy, thần tượng của tôi đấy. Thì là ông Obama coi như là báo chí ngoại quốc này bây giờ cái sự hiện diện của Tổng thống Obama đó coi như là chỉ mới có bề mặt thôi, còn bề sâu đi nội dung chi tiết chúng ta chưa thấy. Ông họp rất ngắn gọn trong ngày và hơn nữa là khi mà ông ở Campuchia đó thì cái đầu óc đang suy nghĩ tới về để giải Gaza và Palestine. Cho nên ông không có thời giờ đâu mà nói về các quốc gia Đông Nam Á được. Tôi thì tôi lại suy nghĩ ngược lại, ông không nghĩ gì về vấn đề giải Gaza, Palestine, Do Thái gì hết. Ông đi Á Châu để ông tránh cái giải quyết cái vụ đó, để giao cho bà Clinton giải quyết. Đó là cái suy nghĩ của tôi. Sai. Ông giải quyết cho ông Tổng thống Ai Cập Mubarak Hosni giải quyết vấn đề đó. Tại sao? Bởi vì Hosni Ai Cập đó thì thân với nhóm Hamas. Còn Hoa Kỳ đó, bởi vì Hoa Kỳ không chấp nhận Hamas, vì Hamas coi như là đám khủng bố. Hoa Kỳ không chấp nhận Hamas. Nhưng mà chị nhớ rằng sau khi mà ký cái hiệp định đình chiến xong rồi đấy, giữa Do Thái và Lebanon xong rồi cái Hamas ký xong một cái thì là Ai Cập đã có một cái cuộc biểu tình rất là lớn. Tại vì cái ông Hosni Hamas thì cái tay đó lại cũng là ta đây, mà tao đã giải quyết được vấn đề ngon lành rồi. Bây giờ tao phải thế này. Bây giờ anh lại trở về cái thói độc tài của anh nữa. Không cái gì đó chị thấy rằng nó cũng có một cái sự dàn dựng nào đó thì không phải là cái tự nhiên có sự biểu tình. Nhưng mà đối với tôi nghĩ rằng cái vấn đề mà ông Obama ông đi châu Á thì ông nghĩ rằng ở cái chuyện châu Á là cái chuyện cần phải giải quyết nhiều hơn, tại vì ông không muốn ảnh hưởng ở Trung Quốc vào trong cái nước Đông Nam Á, trong khi đó cái chuyện ở bên là Trung Đông á, thì nó xảy ra giống như là bây giờ nhiều khi mình thấy nó nhiều quá rồi, nó xảy ra như cơm bữa. Mà chị nhớ rằng ngay sau khi đó ở bên Thái Lan nó cũng bà thủ tướng Thái Lan cũng bị biểu tình vì cái tội là cũng lại tham nhũng nữa. Đó thì thấy rằng nó cũng có một những cái giật dây nào đó mà chúng tôi nghĩ rằng nó có bàn tay của Trung Quốc dính vào trong đó. Tuy nhiên rằng cái chuyện đó thì ngoài cái tầm tay và mỗi một nhận định của mỗi người khác nhau, của chị khác, của tôi khác và của nhưng mà mình có một cái này là mình nhận định cái rằng là Việt Nam mình rất là thanh bình, không có Hồi giáo, không có cực đoan, không có gì hết. Thì đó là mình phải sung sướng là mình đã sống trên một quốc gia có thanh bình. Thì thay vì những người chống cộng hải ngoại nghĩ cái vấn đề thanh bình của đất nước thì phải ủng hộ nhà nước Việt Nam, thì họ lại cứ muốn là có một cái biến động, họ lại cứ muốn là cách mạng hoa sen hoa lài. Chị biết rằng khi mà tôi về Việt Nam xong đó thì tôi nhìn thấy những ảnh, tôi đã có một cuộc hành trình nghĩa là mai đào từ ngoài Bắc và trong Nam do công ty Mai Linh bảo trợ cho những chuyến đi của chúng tôi. Và chúng tôi với Phố Ultra TV và Việt Weekly đã làm rất nhiều hình ảnh và đã viết rất nhiều bài viết về Việt Nam trong suốt thời gian đó. Chúng tôi rất đồng ý chị là cái nhận định về thanh bình, và chúng tôi thách thức tất cả bất cứ ai chứng minh cho chúng nó gần 5.000 năm lập hiến, chúng ta hơn 4.000 năm rồi, sắp sửa gần 5.000 năm, thì chúng ta thấy rằng á, có bao giờ Việt Nam được thanh bình một cái chuỗi thanh bình dài như vậy, 38 năm và còn có thể kéo dài 50 năm, hoặc là từ đây trở đi sẽ không bao giờ có chiến tranh nữa. Thì cái đó là chúng ta phải công nhận rằng á, là cái sự thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một cái dấu chỉ rất là tốt cho đất nước. Chưa bao giờ nước Việt Nam mình có một sự thanh bình như vậy, dân chúng êm ấm như vậy. Mà chúng ta nên nhớ rằng khi mà chiến tranh xảy ra thì những người lãnh đạo không có phải hy sinh. Những người hy sinh đầu tiên là dân chúng. Bất cứ ở đâu, bất cứ cuộc chiến tranh nào, người hy sinh là dân chúng, người dân vô tội đó. Thế tuy nhiên rằng khi mà tôi tiếp xúc với giới trẻ Việt Nam thì họ sẵn sàng, trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công, họ sẵn sàng đứng lên và họ sẵn sàng chết để bảo vệ đất nước. Và riêng cá nhân tôi thì tôi cũng xin đề nghị với nhà nước là mặc dù tôi 67 tuổi nhưng mà tôi cũng sẵn sàng dùng những cái đầu óc của chúng tôi để mà chúng tôi phục vụ quân đội nhân dân trong trường hợp cần những người hải ngoại về để mà tiếp tay trong cuộc chiến với lại Trung Quốc. Nhưng mà trong cuộc chiến Trung Quốc mình phải cẩn thận, tức là yêu cầu tuổi trẻ Việt Nam không nên để bị Trung Quốc giật dây hay cái bọn phản động giật dây. Họ có tuyên bố rằng tôi yêu nước, tôi chống Trung Quốc, tôi đi biểu tình thì tại sao lại bắt tôi? Cái đó là cái vô lý. Mình phải chờ đợi cái lệnh của nhà nước đưa ra, mình làm cái gì làm, chứ đừng có bị mà Trung Cộng giật dây hay là cái bọn phản động hay là giật dây rồi chẳng qua vô tình mình lại làm xáo trộn sự an ninh trật tự của đất nước. Cái đó là không nên. Không thể sử dụng hai chữ yêu nước mà làm xã hội trật tự. Tôi về Việt Nam tôi tiếp xúc rất nhiều giới trẻ và tôi nhận thấy rằng á, cái trình độ mà ý thức trách nhiệm á, là người ở bên Việt Nam chưa có đủ trình độ để mà, tại vì tôi vẫn còn nghĩ rằng á, nước Việt Nam ở trong ở giữa một cái ranh giới của những nước thứ ba và những nước văn minh. Những cái trình độ của giới trẻ Việt Nam chưa đủ mà gọi là chín chắn để mà nhận định về tình hình đất nước, nên rất dễ bị giật dây. Những cái tổ chức mà có thể giật dây được như chị đã nói là Trung Quốc, mà Trung Quốc họ sẽ không trực tiếp họ ra tay, mà họ sẽ qua một cái thành phần thứ ba, và thành phần thứ ba đó chúng tôi nghĩ là Đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân là những người mà thí dụ như Lê Thị Kim Thu, đó là một cái cô đặc biệt là chuyên môn làm những cái phóng sự ở trong nước về cho đài Việt Nam Exodus ở đây và đài SBTN của ông Tưởng Thắng đó. Thì chúng tôi đặt ra những cái câu hỏi đó, như vậy là chúng tôi muốn khuyên giới trẻ rằng chúng ta có quyền bày tỏ cái vấn đề mà tự do cá nhân, nhưng mà chúng ta nên cẩn thận và những cái gì mà không để bị kích động. Thí dụ như là chúng ta đòi hỏi Trung Quốc bảo vệ đất nước thì chúng ta cứ việc đòi hỏi, nhưng mà tự nhiên trong cái banner đó là chúng ta đòi nhân quyền, rồi chúng ta đòi đất đai, nhà cửa này kia, thì đó là cái không phải là cái đó là cái hỗn loạn rồi. Cái đó là hỗn loạn rồi, không phải là cái mà đấu tranh chống Trung Quốc để đi xây dựng cho một đất nước Việt Nam thanh bình. Đúng như vậy thưa chị. Rồi bây giờ còn bản tin gì nữa? Bây giờ còn bản tin nữa là anh biết rằng là trong cái cuộc hội nghị ASEAN ngày 18 tháng 11 đó thì các quốc gia ASEAN đã ra một cái tuyên ngôn nhân quyền của các quốc gia ASEAN. Thì cái tuyên ngôn nhân quyền đó tùy theo trình độ văn hóa của các quốc gia, thì cái tuyên ngôn nhân quyền đó phải tùy theo cái trình độ văn hóa của quốc gia đó. Chứ chẳng hạn tôi muốn lấy thí dụ, anh là Việt Nam, tôi là Việt Nam, anh ăn rau muống rất ngon, đúng không? Cái văn hóa rau muống của anh nó ngon. Mà bây giờ anh bảo cái ông Mỹ ông ăn hamburger không à? Hamburger rất ngon, mà anh lại bảo ông Mỹ ăn rau muống thì ông Mỹ nào đâu chịu chấp nhận ăn rau muống được. Vì vậy cái văn hóa của từng quốc gia một nó khác nhau, không thể so sánh cái văn hóa của Việt Nam với văn hóa của Tây phương được. Vì vậy cho nên khi mà Mỹ tuyên bố rằng là nhân quyền ASEAN không đạt được tiêu chuẩn quốc tế, tôi thấy cái đó là sai. Vâng, chị ví von như vậy cũng được, nhưng mà tôi thì tôi lại có một cái hình ảnh khác, chẳng hạn như là bây giờ chúng ta thấy một cái chai nước. Nếu mà cái nhân quyền của Mỹ đó là để trong cái chai nước này thì nó sẽ thẳng như này, thế nhưng mà nếu mà tôi đổ vào một cái ấm nước thì cái chai nước nó sẽ thành ra một cái hình ấm nước chứ không phải là một cái hình viên trụ này nữa, thì đó là cái nhân quyền. Và chính tôi là người đã viết lá thư lên cho Tổng thống Bill Clinton trước đây năm 1980 khi đặt vấn đề với lại Tổng thống Bill Clinton trên năm 82 là cái vấn đề tại người Mỹ quan điểm thế nào là về nhân quyền, tại vì người Mỹ đã đưa cả một cái quân đội qua Haiti để mà lật đổ chính phủ Haiti. Lúc đó là hình như là ông tôi quên mất tên là tổng thống Haiti lúc đó. Haiti nó không là một quốc gia thuộc về Mỹ, nhưng mà lại là một quốc gia lại trở thành như là một cái tiểu bang của Mỹ, được quyền hưởng quyền lợi của Mỹ, được hưởng welfare của Mỹ, nhưng mà lại không nằm vào trong tiểu bang của Mỹ. Nó cũng giống như là bên Hawaii vậy đó. Đó thì tôi hỏi rằng cái lực lượng quân đội của Haiti không lớn bằng cái lực lượng cảnh sát của Los Angeles, mà Mỹ phải đưa cả quân vào trong đó để mà giải phóng. Thì như vậy là có là phải vi phạm nhân quyền không? Nhân quyền hay không? Đó, đúng đó. Rồi. Và trong cái cuộc giải phóng đó thì chỉ trong vòng có 2 tiếng đồng hồ là quét sạch cái chính quyền Haiti. Thì chúng tôi đặt hỏi là nhân quyền của quý vị là như thế nào? Tôi có hỏi và ông Clinton ông không trả lời. Ông bảo chúng tôi đặt cái nhân quyền và là để bảo vệ mạng sống của tất cả mọi người. Đó là cái kiểu quan niệm của ông Clinton. Thì quý vị nghĩ rằng là không thể dùng cái bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc là cái bản gọi là bản chung, bản tượng trưng để cho mọi người để nhìn vào trong đó mà làm theo là một cái điểm đó, cái điểm để mình cho mình làm. Thì ở trong đại hội ASEAN cũng vậy, thì các quốc gia cũng đồng ý rằng tùy theo tình trạng nhân quyền của mỗi văn hóa của mỗi các quốc gia thì có quyền có định nghĩa thế nào là nhân quyền. Đúng rồi. Thì họ nói rõ ràng. Và chúng tôi nghĩ rằng ở bên Việt Nam chúng tôi thấy rằng là rất là nhân quyền. Là bằng chứng là tôi đi tự do từ Bắc vào trong Nam và tôi đi về Cần Thơ và chưa có bao giờ bị chặn lại hỏi giấy hay là cái gì hết. Và ngay cả cái vấn đề mà có một lần thì một chiếc taxi của chúng tôi bị người công an chặn lại, thì chính tôi là tôi nói chuyện với người công an và tôi là phóng viên ở ngoại quốc thì về đây đi làm phóng sự, thì có thể là anh tài xế anh có sợ rằng chúng tôi trễ nải công việc, chúng tôi xin nhờ các quý vị thông cảm dùm cho người ở bên nước ngoài về. Ông công an ông để chúng đi. Vâng, rất là tự nhiên. Nhưng mà ở bên Mỹ thì ngược lại thưa chị. Có cái mà mình phải nói Mỹ rằng là tôi tin tưởng là những nhà lãnh đạo Việt Nam khi mà đối thoại nhân quyền với Mỹ sẽ đặt câu hỏi với Mỹ. Khi mà trong cuộc chiến Việt Nam, quý vị đã dội bom B-52, biết bao nhiêu người dân làng của chúng tôi đã chết, nhất là dội bom trúng ngay bệnh viện Bạch Mai, tan tành hết. Rồi cái thứ hai nữa rồi họ giải chất độc màu da cam, thì có những nạn nhân đó họ đâu phải là những là chiến binh, họ đâu có súng đạn là cầm bắn quý vị Hoa Kỳ đâu, mà tại sao ngày hôm nay họ phải bị chịu với tàn phế như thế này? Cái đó là cái nhân quyền chứ còn gì nữa. Và bây giờ chính người Mỹ họ xác nhận rằng nạn nhân dâu da cam bây giờ có khoảng trên 50.000 người. Trên 50.000 người. Đó là cái mà nạn nhân mà đã được xác nhận, đã được thử nghiệm rồi. Thế còn nhiều người chưa biết tới, thì chúng ta thấy rằng cái nạn nhân da cam còn rất cao. Và đó là một cái gọi là cái mối gọi là quan tâm rất nhiều của người Mỹ, và họ đã công nhận và họ sẽ sẵn sàng bồi thường cái vấn đề da cam. Đó cái là sao rồi, nhưng mà tại vì mình đặt cái vấn đề nhân quyền đó, thì mình hỏi thử coi nếu mà mình sẽ đặt thì bây giờ các ông cứ đòi tranh đấu nhân quyền, thì tôi hỏi ông trong thời gian chiến tranh cái vấn đề nhân quyền các ông có đặt ra không? Dạ vâng. Thì tôi hỏi rằng bây giờ nhân quyền người Mỹ đó họ quan trọng nhất là cái vấn đề đệ tứ quyền, tức là nghĩa là trong những quyền tự do báo chí, quyền tự do tư tưởng, quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Mà tôi bây giờ tôi đi ra ngoài tôi phóng viên để làm cái thì là tôi bị đả đảo ngay lập tức. Và bây giờ người ta gọi tôi là Việt Gian hay là Việt Cộng, nhưng mà chẳng ai chứng minh tôi Việt Cộng hồi nào. Chúng ta nên nhớ rằng chị đồng ý với tôi là có 90 triệu dân trong đất nước, nhưng mà khoảng chừng 4 triệu người mới là đảng viên cộng sản thôi, còn đâu phải tất cả mọi người đều là cộng sản được. Đúng rồi. Đó, thì bây giờ thành ra chúng ta nói như vậy, nói là bên Việt Nam là cộng sản thì cái đó là hoan. Và theo tôi nghĩ rằng tôi đi về Việt Nam tôi không nhìn thấy hình ảnh nào của cộng sản, ngoại trừ qua những cái cơ sở hoặc là như là những cái cơ sở hành chánh có những cái lá cờ đỏ sao vàng, rồi qua những cái trại lính của các quân khu để tôi thấy có những cái cờ đỏ. Còn ngoài ra đi ngoài đường tôi thấy rất là thanh bình, và tôi thấy đây là một cái thành phố cũng giống như tất cả các thành phố khác. Và cái lá cờ họ treo lên cũng chỉ là cái lá cờ biểu tượng cho của quốc gia của họ thôi. Cái lá cờ mà thường biểu tượng cho đảng cộng sản tức là lá cờ búa liềm rất ít khi nào tôi nhìn thấy được, ở ngoại trừ trong những cái ngày lễ lớn chẳng hạn như Tết này kia. Đó, thành ra chúng tôi nghĩ rằng là cứ nói rằng cộng sản thế này thế kia, tôi không bênh vực nhé, nhưng mà tôi thấy rằng tôi ở Việt Nam tôi đi tôi rất là nhân quyền, tôi không có bị một cái không, gì mà khó khăn hết. Không, mình nói sự thật, đúng rồi. Đúng rồi, thế chị. Đấy, còn ở đây thì tôi bị cấm á, tôi bị cấm mạnh này đó. Thôi, không nói chuyện bàn trong cộng vớ vẩn ở đây mất thì dở lắm. Tôi trở lại với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về vấn đề là quốc gia ASEAN thì Việt Nam là một nước thứ hai chống tuyên bố đồng thuận của ASEAN, bởi vì Việt Nam đó tuyên bố chống đồng thuận, tức là ông Campuchia ông bảo rằng là các nước ASEAN đồng thuận để ngồi họp với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, nhưng mà Trung Quốc thì đòi hỏi họp song phương chứ không họp đa phương, nhưng Việt Nam Philippines no, họp đa phương. Và chính đây là lời của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói, được chúng tôi trích từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, để tôi cho những người trong cộng hải ngoại hiểu rằng Việt Nam không bao giờ bán đất, bán biển. Việt Nam luôn luôn đứng lên để bảo vệ chủ quyền của mình. Cái nhận bà Ngoại trưởng Phạm Bình Minh trong ngày 20 tháng 11 tại Phnom Penh, ông đã tuyên bố như sau. Thứ nhất là tranh chấp lãnh thổ, kế đến là hòa bình và ổn định khu vực sẽ bị ảnh hưởng nếu có bất cứ gì xảy ra trên Biển Đông. Và thứ ba là các tuyến giao thông hàng hải. Và nếu mà nhìn vào vấn đề một cái bố cục như vậy thì chúng ta có thể thấy được bản thân nó vấn đề quốc tế chứ không phải vấn đề song phương. Vâng, thưa chị, tôi có đọc những cái tin tức đó và chúng tôi rất là có một cái chuyện rất là buồn cười chị. Chị biết rằng là cái hộ chiếu mới của bên đó, nó đã bị Trung Quốc từ đó. Vâng, chị chưa nói thì là, khi mà chúng ta đặt cái vấn đề đó đó thì cái anh Tân Hoa xã Trung Quốc đó, anh lại nói này, nó nói này, Tân Hoa xã Trung Quốc nói này, Việt Nam và Philippines muốn mượn tay Hoa Kỳ để gây sức ép với Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của Tổng thống Barack Obama. Tức là cái anh Trung Quốc, anh tìm đủ mọi trò, đủ mọi lưng lẹo để làm sao để mọi người chứng nhận, nhìn nhận rằng là cái Biển Đông là thuộc của anh cả. Vì vậy mới đây thì anh thấy rằng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như mọi báo chí trong Philippines và quốc gia Việt Nam của chúng ta đều là đăng tin rằng Trung Quốc in đường lưỡi bò trong cái hộ chiếu và Việt Nam mình đã phản đối đó. Đó, anh có cần đọc sơ sơ qua bản tin này Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy để chứng tỏ là Việt Nam phản đối tới cùng để bảo vệ quyền lợi của lãnh thổ của chúng ta. Chắc là tất cả quý khán giả của Đài Tiếng Quê Hương chúng tôi đã biết những cái tin này và cũng đã đọc rồi, nhưng mà có thể nói là chúng tôi cũng xin được phép khoe một chút xíu là KBG Hải Ngoại chúng tôi là cái trang mạng ở ngoại quốc, ở nước ngoài, nhưng mà đã lên cái bản tin này nhanh nhất. Chúng tôi nghĩ là chỉ sau có Việt Nam Express thôi, VN Express, thì sau đó, nhưng mà chúng tôi hãnh diện ở chỗ này là chúng tôi có rất nhiều bản tin liên quan về cái vụ lưỡi bò này. Quý vị có thể vào trong kbg.net để đọc những cái bản tin này, nhưng mà chúng tôi xin đọc lấy một cái bản tin của Đài Voa Tiếng Nói Hoa Kỳ để làm một cái bản mẫu đây. Trung Quốc in đường lưỡi bò trong hộ chiếu, Việt Nam phản đối. Hà Nội và Manila lên tiếng phản đối việc Bắc Kinh in bản đồ đường 9 đoạn trong hộ chiếu mới cấp cho công dân nước này. Ông Lương Thành Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 11 tuyên bố rằng việc làm của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các nước trong vùng liên quan ở Biển Đông. Ông Nghị cũng cho biết thêm rằng đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trao công hàm phản đối và yêu cầu Bắc Kinh hủy bỏ những nội dung sai trái in trên hộ chiếu phổ thông điện tử nói trên. Cái đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò hình chữ U bao trọn 4 nhóm quần đảo và bãi đá ngầm lớn trên Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa, và chiếm phần lớn diện tích ở Biển Đông. Theo giới phân tích, việc làm của Bắc Kinh sẽ đẩy các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì họ sẽ phải đóng dấu nhập cảnh hộ chiếu của hàng ngàn du khách và doanh nhân Trung Quốc có in hình ảnh tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc mà các nước này bấy lâu nay phản đối. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố các công dân Trung Quốc mang hộ chiếu điện tử này sẽ vi phạm chủ quyền của Philippines. Ngoại trưởng Philippines Albert Rosario ngày hôm 22 tháng 11 đã mạnh mẽ phản đối việc Bắc Kinh in hình đường 9 đoạn vào đoạn hộ chiếu mà Malaysia cho rằng bao gồm khu vực rõ ràng thuộc chủ quyền của Philippines. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hộ chiếu mới đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Bộ này nói rằng các hộ chiếu mới in hình bản bản đồ của Trung Quốc không nhắm vào bất kỳ một nước nào, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh sẵn lòng tích cực trao đổi với các nước liên quan. Vâng, thế sao rồi? Nhưng mà rồi Việt Nam mình thái độ thế nào? Việt Nam mình in ra một tờ rời. Nói qua nói lại thì bây giờ mình nói như thế này trước. Có những người đó trong quá khứ cách đây khoảng chừng là 1 năm 2 năm chê nhà nước Việt Nam mình phản ứng yếu ớt về Trung Quốc này kia. Thế nhưng mà Việt Nam là quốc gia đầu tiên đã phản ứng về cái vụ hộ chiếu này bằng cách ở ngay chỗ bên Móng Cái, tức là đường Tuyên Quang đó, bên đó là các du khách của Trung Quốc đi qua và các thương gia đi rất nhiều. Chúng tôi đã từng ra Móng Cái kỳ vừa rồi và chúng tôi thấy là các thương gia đã có mặt rất nhiều, thì trong đó đó tất cả các hộ chiếu đều bị phải trở lại hết. Thì người Trung Quốc họ nói rằng đây là hộ chiếu mới. Thì người Việt Nam bảo chúng tôi không có công nhận cái hộ chiếu mới. Thì kính thưa quý vị, trong cái hộ chiếu, cái passport quên mang đi ngày hôm nay là cái passport của chúng tôi. Tuy nhiên trong đó nó có người gọi là hình chìm, tức là một cái hình không phải nó nổi lên mà nó chỉ là cái hình đó. Thì cái hình đó là cái in cái hình lưỡi bò. Cái là ma giáo mà in ma giáo Trung Quốc. Thì họ không in hẳn những cái tấm hình như này mà cái in cái hình chìm ở trong những cái tờ giấy. Thì bên Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam chúng tôi phải công nhận rằng rất là thông minh, rất là thông minh. Không ngờ họ đã có một cái sách đầu tiên. Họ in một cái tờ rời, tức là cái gọi là chiếu khán, chiếu khán Cộng hòa Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế xong rồi trên cái tờ rời đó họ cho biết những người muốn chiếu khán phải viết tên, viết tuổi, viết số passport, viết số thông hành vào trong đó. Và bên Việt Nam đóng chiếu khán lại. Và mỗi một tấm thưa chị bao nhiêu tiền chị biết không? 2-3 đô la gì đó. Dạ không, 50 ngàn, tức là khoảng chừng 2 đô la rưỡi. Thì đó, tôi nói 2-3 đô la. Thì 2 đô la rưỡi thì bây giờ chị biết rằng hiện tại bây giờ có khoảng chừng 20 ngàn. 20 ngàn sinh viên Trung Quốc đang đi học tại Việt Nam. Và khoảng 70 ngàn thương gia của Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam. Tức là tổng cộng coi như là 90 ngàn người. 90 ngàn người chị cái nhân tới 3 đô la đi thì chị sẽ ra được cái số tiền bao nhiêu tiền? Nhiều lắm. Khoảng chừng 1.800.000. Thì đó là một cái phân tích của chúng tôi. Chúng tôi rất chưa thấy ở trong nước có ai phân tích, nhưng mà chúng tôi đã lên hệ thống Facebook và chúng tôi đưa cái con số đó ra, và anh em Việt Nam ở trong Facebook nói rằng KBG hải ngoại rất là thông minh. Thì nhưng mà chúng tôi không phải là thông minh, mà chúng tôi nghĩ rằng cái người nghĩ ra cái này mới là thông minh, chính là nhà nước Việt Nam nha. Nhưng mà thế này, thì cái bọn chống cộng ở hải ngoại, một hôm tôi nghe được trên đài phát thanh của họ, thì họ nói rằng nhờ Trung Quốc mà làm cái vụ vậy, nhưng mà tức là Việt Nam lấy được thêm tiền của Trung Quốc là một ngày bao nhiêu tiền, tức là Việt Nam kiếm được tiền. Việt Nam kiếm được tiền đấy. Mình khi mà đó, đối với quý khán giả của Đài Quê Hương mà không được theo dõi tin tức thường xuyên, quý vị không hiểu rằng cái vấn đề là, nếu mà mình đóng cái chiếu khán và trong cái chấp nhận nó, tức là mình chấp nhận cái đường lưỡi bò đó là của Trung Quốc. Thành ra những nhà cầm quyền, Bộ Ngoại giao của người Việt Nam của chúng ta đó rất là thông minh, đã nghĩ ra được một cái bản rời, tờ giấy rời nó gọi chiếu khán rời, thì đóng mộc vào trong tờ chiếu khán rời. Những người Trung Hoa đó muốn đi vào Việt Nam thì phải mang theo cái tờ giấy rời cộng thêm cái chiếu khán của mình. Thành ra bất cứ chỗ nào mà có phải đi vào trong cái thủ tục làm thủ tục nhập cảnh thì là không chấp nhận. Và Phi Lật Tân là nước thứ nhì đã làm cái đó. Indonesia nước thứ ba cũng sẽ làm cái đó. Đài Loan cũng phản đối. Đài Loan cũng lên tiếng phản đối. Nhật Bản cũng lên tiếng phản đối. Và bây giờ ngày hôm qua là Ấn Độ cũng lên tiếng phản đối. Đúng rồi, Ấn Độ phản đối từ hôm thứ 6. Thì Ấn Độ cũng lên tiếng phản đối. Thưa chị, đó là những cái sự mà ma giáo của Trung Quốc. Gậy ông đập lưng ông. Đúng rồi. Bây giờ chính vì sự ma giáo của Trung Quốc, chính vì cái gậy ông đập lưng ông á, vì vậy bây giờ Việt Nam và Nhật Bản phải có một phản ứng để bảo vệ đất nước mình chứ. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20 tháng 11 cho biết rằng Mỹ Việt muốn tăng cường hợp tác quân sự. Đây là bản tin chúng tôi xin đọc sơ. Quân đội Việt Nam và quân đội Hoa Kỳ bày tỏ ý muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác an ninh hàng hải, sửa chữa tàu thuyền, vân 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 vân. Trong tương lai còn cái gì nữa thì mình không biết, nhưng mà bây giờ thì là trên vấn đề nhân đạo cái đã. Bản tin hôm thứ Ba 20 tháng 11 của Tân Hoa Xã trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết ý muốn vừa kể được bày tỏ trong một thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ tại Hà Nội giữa Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, và Trung tướng Thomas Conant, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Hai viên chức này cùng đồng ý với nhau là quân đội hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác. Chuyến viếng thăm Việt Nam của Trung tướng Conant được thực hiện vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tuyên bố rằng Washington sẽ tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia Đông Nam Á. Phát biểu tại Siem Reap hôm thứ Sáu 16 tháng 11, ông Panetta nói rằng sự tăng cường hợp tác này được thực hiện trong khuôn khổ của điều mà ông gọi là sự chuyển đổi dài hạn của sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Còn các nhà phân tích thì cho rằng chiến lược trục xoáy Á Châu của Washington mang lại một sự đối trọng chiến lược đối với ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Đó, anh nhìn thấy là một cái việc mà chính mà thằng Trung Quốc đã làm như vậy, bắt buộc Việt Nam bây giờ phải gần Hoa Kỳ hơn nữa để bảo vệ lãnh thổ với chúng ta. Chưa bây giờ còn hay hơn nữa. Việt Nam và Nhật Bản nhận thức chung về biển. Cái bài này xin mời anh đọc. Cái rất là bài này cũng lại hay nữa. Vâng, kính thưa, đây là một bản tin của BBC Việt Nam. Trong này in hình của Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, thường dẫn đầu vai Việt Nam trong các đối tác quốc phòng. Thì chúng ta biết rằng tướng Nguyễn Chí Vịnh là một người là rất là cao cấp ở trong quân đội nhân dân. Việt Nam và Nhật Bản lần đầu tiên tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng diễn ra ở Hà Nội sáng ngày 26 tháng 11. Đây là được xem là cuộc đối thoại về chính sách quan trọng trong bối cảnh cả hai nước đều có căng thẳng với Trung Quốc về chủ quyền biển đảo. Tuy vậy, BBC đã được cho biết nội dung cuộc họp tại Hà Nội không đề cập tranh cãi mới nhất quanh việc Trung Cộng phát hộ chiếu có hình đường lưỡi bò. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã dẫn đầu phái đoàn Việt Nam đã đón tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản là Hironori Kanazawa. Theo thông tấn xã Việt Nam thì cuộc họp diễn ra trong tinh thần thẳng thắn, cởi mở với nhận thức hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực. Hai bên đạt được nhận thức chung trong những vấn đề như là giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo bằng con đường hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tích cực xây dựng lộ trình cơ chế đối thoại. Tháng 11 năm ngoái, ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nhật đã ký thỏa thuận hợp tác trao đổi quốc phòng song phương. Cuộc đối thoại ở Hà Nội diễn ra chỉ vài ngày sau khi có cuộc đối thoại tương tự cũng do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu, đoàn Việt Nam họp tại Singapore. Nói về cuộc họp với Singapore, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho hay hai nước nhấn mạnh sự đoàn kết thống nhất của các nước ASEAN là một yếu tố quan trọng để giữ gìn hòa bình trong vùng Đông Nam Á. Cho nên là bây giờ mình lại như lẽ hồi nãy tôi nhắc lại là mình ôn cố tri tân trong cái thời gian năm 1972, phái đoàn của Mặt trận Giải phóng Việt Nam cũng như phái đoàn của Dân chủ Việt Nam đã nghĩa là rất là bền chí để đối đầu với Hoa Kỳ để có được ngày 30 tháng 4 1975. Thì bây giờ lại có một cái cuộc chiến nữa hòa bình. Coi như là hồi chưa gọi là nội chiến, thì chúng ta nên tin tưởng nhà nước Việt Nam sẽ đối đầu với Trung Quốc để mà trong đó chúng ta sẽ đạt được cái chủ quyền của chúng ta là lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa. Mà kỳ này không phải một mình Việt Nam, lại có cả Philippines, có cả Đài Loan, có cả Indonesia, các quốc gia Á Châu, có Ấn Độ nữa và Nhật Bản nữa. Thì cái vấn đề quan trọng nhất là Nhật Bản. Thưa chị, là vấn đề Nhật Bản là bây giờ như thế này. Quý vị biết rằng là sau Đệ nhị Thế chiến thì vì cái hiệp ước Mỹ-Nhật, thành ra người Nhật sẽ không được có quyền có quân đội. Tuy nhiên rằng họ chỉ có lập được một cái, không có bộ quốc phòng mà không có bộ chiến tranh, bộ quân đội, mà họ chỉ là có lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước. Nhưng mà thật sự là cái lực lượng vũ trang của Nhật mạnh nhất ở trong cái vùng Đông Nam Á này, mà có thể rằng nói là cũng là mầm tương đương với thế giới. Thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật có nói chuyện cho anh nghe sao anh biết là mạnh nhất? Dạ không, thưa chị, như là theo sự nhận định là bởi vì đó, ngày hôm bữa thì chúng tôi thấy rằng là ngày đầu tuần, hôm thứ Hai, ngày 26 thì Nhật Bản vừa tung ra một cái bản tin năm 2024, tức là không biết chị với tôi còn sống hay không, Nhật Bản sẽ có một cái chiếc tàu hải quân đầu tiên chạy nhanh nhất thế giới, ngang với tốc độ của chiếc máy bay, tức là trên khoảng chừng 523 cây số một giờ. Thì biết rằng là như vậy là rất là cao, rất là nhanh. Thì như vậy là như chúng ta biết rằng Nhật họ đã đóng những cái vũ khí, họ đã có làm những cái vũ khí rồi. Từ xưa nay Nhật ỷ anh Mỹ, anh là cái dù cho mình, thành như Nhật không cần biết, anh cứ lo đi, tôi cứ lo kinh tế. Bây giờ người Mỹ mới biết rằng là cần phải có sự trợ giúp của Nhật, bởi vì chúng ta thấy rằng xe hơi của Nhật, tất cả những đồ điện tử của Nhật đều bán chạy trên thế giới. Thành ra đó, Nhật Bản đang là một cái quốc gia mà cho rất nhiều người đang lo ngại, và có nhiều nguồn tin nói rằng chính cái máy bay mà lên xuống, máy bay phản lực mà lên xuống Harrier của Anh hay của Mỹ đó, chính do kỹ sư người Nhật chế tạo chứ không phải là của Mỹ chế tạo. Mỹ chỉ là người bỏ tiền ra làm những cái chuyện đó. Thì kính thưa quý khán giả của Đài Tiếng Quê Hương, thưa chị Phùng Tuệ Châu, thì đó là những cái tin mà chính người Nhật họ đưa ra cái bản tin như vậy. Thì chúng ta thấy rằng và có thêm một cái nữa là cái chiếc tàu hỏa nữa cũng của Nhật sản xuất ra, thì nghe nói là chạy tới 900 cây số một giờ. Thì tôi không biết là từ ngoài Hà Nội mà đi ra ngoài Bắc chắc chỉ có một tiếng. Vâng, thì nhưng mà cái đó thì tương lai, và cái năm mà họ sẽ phát hành là năm 2036. Thành ra cũng còn khá lâu mà chúng ta mới biết được, chúng ta biết được cái chuyện đó, con cháu chúng ta thì may ra thôi. Không biết đâu, anh ấy sống tới 140 tuổi thì làm sao. Thưa quý khán giả, cảm ơn nha cụ Thành, nếu có 140 tuổi 150 tuổi thì đã chấm dứt những cái trò đùa đó rồi. Vâng, thì ở đây thì ngoài ra chị có những cái tin tức gì thì chị biết rằng cái vấn đề nói chuyện nhân quyền ở đây đó, thì ngày hôm thứ Ba, ngày 27 tháng 11 vừa rồi đó, thì thành phố Garden Grove đã làm lại một cái nghị quyết. Cái nghị quyết đó thì là đối với những người chống cộng thì họ cấm với đoàn Việt Cộng tới đất Garden Grove. Thì họ nói là cấm, thế nhưng mà thật sự trong cái nghị quyết không có nói là chữ cấm. Mà trong cái nghị quyết họ chỉ yêu cầu các phái đoàn ngoại giao, của chính phủ Việt Nam nếu mà có tới tham quan của thành phố Garden Grove thông báo trước 14 ngày. Đó. Thì cái ở bên Santana thì nói là sẽ làm nhưng mà 10 ngày, nhưng bên Garden Grove mà họ lại thông thêm một câu này: nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi nào Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng Việt Nam có nhân quyền. Tôi chưa thấy một cái nghị quyết nào lại có một cái hiệu lực mà nó có tức cười như vậy. Thường là 5 năm, 10 năm. Và quý vị nên nhớ rằng thế bây giờ bảo là bây giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho tuyên bố Việt Nam không có nhân quyền, tức là thành phố Garden Grove không cho chính quyền Việt Nam đi tham quan thành phố Garden Grove, hay là đi tham quan những người Việt Nam vẫn được đi, nhưng mà phải thông báo cho họ biết để cho họ chuẩn bị vấn đề, họ sợ là biểu tình để họ chuẩn bị cái lực lượng an ninh. Thì kính thưa quý vị, cái regulation có nghĩa là gì? Là nghị quyết. Và nghị quyết là cái gì? Nghị quyết nó không phải là một cái luật. Không có tính cách bắt buộc, và có thể hủy bỏ bất cứ giờ phút nào. Thí dụ như là trong tương lai có 5 người nghị viên khác, mà thí dụ như 5 người nghị viên khác, tôi xin nói thí dụ thôi, nói cái chuyện là chắc chắn không bao giờ xảy ra. Lỡ 5 người nghị viên đều là người Việt Nam và đều có cảm tình với lại chính phủ Việt Nam, họ sẽ hủy bỏ cái nghị quyết đó. Thì lúc đó cái nghị quyết nó không có giá trị trên cái thực tế, mà nó chỉ là cái giá trị tinh thần, để gọi là chúng tôi nói rằng cái danh từ mà gọi là để thỏa mãn cái tự ái của những người thua trận. Đúng rồi, thua trận đó. Thì những người Việt Nam mình là bây giờ vẫn còn thương nhớ tới cái lá cờ, mà thật sự rằng cái lá cờ của mình nó chỉ là biểu tượng cho một cái thể chế. Mỗi một quốc gia chỉ có một lá cờ, không bao giờ quốc gia nào có hai lá cờ. Mà đã ở trong quá khứ rồi. Dạ vâng, đó. Thì cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta mình phải công nhận đi. Đối với quốc tế đó. Quốc tế nó công nhận lá cờ nào thì lá cờ đó là của quốc gia, có giá trị đó. Thì quốc gia trên giá trị về vấn đề pháp lý và công pháp quốc tế, cái còn vấn đề tinh thần thì chúng ta vẫn giữ cái lá cờ đỏ sao vàng, là cái lá cờ mà gọi là cái lá cờ vàng ba chọc đỏ là cái lá cờ của những người tị nạn và sống với quá khứ mà thôi, chứ không thể là đó là một cái lá cờ tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng mới là cái lá cờ được Liên Hiệp Quốc công nhận, và chỉ biết rằng Liên Hiệp Quốc cũng đã công nhận Việt Nam được ngồi làm thành viên dự khuyết của trong cái hội đồng Liên Hiệp Quốc rồi, thì đấy không? Đúng rồi, tự nhiên rồi. Thì tôi không hiểu rằng là người mới đây ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn có đi dự cái phiên họp thứ 190 ở bên Paris đó, về vấn đề văn hóa của Liên Hiệp Quốc, thì không biết là thành phố Garden Grove nghĩ thế nào mà bảo là Việt Nam không có nhân quyền. Thành phố Garden Grove phải nhớ rằng là Việt Nam với Hoa Kỳ đã có băng giao từ năm 1995 tới rồi. Thành ra khi là cái hộ chiếu của Việt Nam mà đã được Sở Di trú Hoa Kỳ chấp nhận để Việt Nam đi tham quan, hoặc là Việt Nam đi thăm đồng bào của họ, người Việt, người Mỹ gốc Việt có quyền chứ, chẳng hạn đi thăm chúng tôi hay đi thăm anh, có sao đâu. Vâng, thí dụ như là mới cách đây 4 năm thì ở bên thành phố Garden Grove cũng có một cái vấn đề bắn một người Việt Nam đó. Đó thì chúng tôi thấy cái vụ đó bây giờ là không biết nó đi tới đâu, mà gia đình hay có đã khiếu nại đó, một người Việt Nam người không có mang súng, không có vũ khí mà bị bắn chết ở giữa sân. Thì như vậy là thành phố Garden Grove quan niệm thế nào là nhân quyền đó. Thì cái đó có phải vi phạm nhân quyền không đó. Nhân quyền tức là quyền làm người, mà cái người mà bây giờ đã chỉ có bị kêu gọi tới xong rồi bắn, mà chúng tôi thấy rằng cái người Việt Nam bị bắn chết ở bên Mỹ khá nhiều đó, ở bên San Jose cũng có, mà mới đây ở El Monte thì thấy không, tại vì cảnh sát Hoa Kỳ nói rằng anh chống đối, anh không biết cái người ở bên El Monte là rất là vô lý, là cái em đó là bị bệnh tâm thần đó. Và cảnh sát phải biết là những người bị bệnh tâm thần là họ đã trong cái đầu óc của họ đã tự nhiên họ đã không có điều khiển được, nhưng mà người em Lê Anh Khoa đó không có mang vũ khí trong người đó, thì nó không vũ khí, mà khi bị mà ban biết cảnh sát là phải dùng tia laser rồi và bắn chết người ta, thì những cái đó là nhân quyền hay không? Mà trong khi những người đòi tranh đấu nhân quyền cho tại Việt Nam đó thì dân chúng Việt Nam không đòi, mà ở đây mình ở Mỹ thì mình lại đòi ở cho bởi Việt Nam, mà không, trong khi ở Mỹ bị thì lại mình không dám lên tiếng. Tôi nói rằng họ hèn, họ sợ những người cảnh sát, họ sợ công lý nước Mỹ, họ sợ rằng nói tới nước Mỹ giờ bị thu hồi cái tiền giá. Thôi anh ơi, thế bây giờ thôi mình nghĩ tội nghiệp họ. Thôi ông Mỹ thì đừng chạm tới ông Mỹ. Ông Mỹ ghê lắm, đừng chạm tới ông Mỹ. Đó là mấy người họ nghĩ như vậy, chị biết rằng họ ghê lắm. Tại vì mới đây có một người bạn già tôi đi về Việt Nam ngày 28 ngày, ông trở về lại đây. Nhưng mà ông bị kẹt ở bên Thái Lan vì vấn đề bão. Bão kỳ vừa rồi. Ông bị kẹt lại, thành ra khi ông về Mỹ là quá 30 ngày, về đây 31 ngày. Ông gọi cho tôi biết ông bị ăn trên xã hội, cúp tiền già của ông. Đúng rồi. Và không những cúp tiền già mà còn cúp luôn cả cái Medicare của ông. Thì bây giờ đó thì ông có hỏi tôi cầm cách nào can thiệp, tôi bảo đi bây giờ chỉ có cách là ông phải nói với lại hãng máy bay đó công chứng minh cho ông rằng ông trở về 28 ngày, nhưng mà tại vì ông kẹt với cái vụ mà thiên tai như vậy, ông cũng kẹt về đây. Thứ nhất, thứ hai ông phải có thể nếu mà cần hơn ông phải đi ra một luật sư chuyên một vấn đề không di trú hay cái mình cứ ông cứ việc tự động đến sở xã hội và trình bày thì cũng có thể được xét. Nhưng mà đây nhân diện đây chúng tôi nói rằng quý vị là nên cẩn thận vấn đề luật pháp của Hoa Kỳ, là những quý vị nào lãnh tiền hưu thì không sao. Bây giờ mình nói một cái vắn tắt nữa, một cái tin tức mới mà lúc này theo dõi tin tức tôi rất buồn, tức là bây giờ Việt Nam mình đang bắt đầu nghiên cứu lại về vấn đề luật đất đai, đúng không? Bản tin của báo Thanh Niên thì cho biết rằng là nhà nước chỉ thu hồi đất vì mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia trong công trình công ích công cộng, còn đối với các dự án kinh tế thương mại thì phải trưng mua. Đó là ý kiến của phần lớn các đại biểu Quốc hội trong buổi thảo luận dự thảo luật đất đai vào chiều ngày 19 tháng 11. khi chúng tôi theo dõi đài truyền hình Việt Nam mình đó nha, tôi nhìn thấy những người dân tội nghiệp đi đấu tranh để đòi lại đất đai, tôi rất thương cho họ. Và bây giờ tôi cũng mong rằng là các vị dân biểu ở trong nước và cũng như Ủy ban Trung ương Đảng lãnh đạo giải quyết vấn đề luật đất đai làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh của người nông dân trong nước. Chứ chúng ta cũng không thể nào lấy đất của người này mà lại cho đất của nhà giàu, cái đó là không được. Vâng, thưa chị, thì cái vấn đề đó nó cũng có nhiều cái nhiều khi lắm, mình nói đi cũng phải nói lại. Thì có những cái ở trong đất nước mình á thì là từ xưa nay cũng không có những cái luật rõ ràng. Thế nhưng như cái vụ giáo sư Thái Hà cũng vậy, nó cũng có một cái chuyện cái vấn đề chính trị dính ở trong đó. Hồi xưa đất đai thì rẻ thì ok. Không, giáo sư Thái Hà là một cái tôi nói với giáo sư Thái Hà là nhận đất đất từ thời thực dân Pháp cho họ. Thì sau khi thực dân Pháp đã trả lại chủ quyền cho Việt Nam vào 1954 thì là Việt Nam có quyền lấy lại cái đất đó. Vâng, thì cái nhiều chuyện lắm, nhưng mà đấy, cũng như là có những cái thành phần phản động thì thấy không, những cái thành phần Trung Quốc nó cũng có xúi dục trong đó, và cũng có người nghèo. Và thì nói cho ngay nữa là khi bất cứ một luật nào ra thì chính phủ ra rất là tốt đẹp, tuy nhiên rằng những cái viên chức hành chánh, những người mà thừa hành cái công việc đó thì họ có nhận hối lộ hay không, cũng có thể là cái chuyện nó xảy ra. Chúng ta làm sao chúng ta tránh được những tình trạng tham nhũng từ dưới lên trên đó, và tôi nói thẳng luôn là cái tình trạng tham nhũng ở chỗ nào cũng có luôn đó. Vâng, ngay Hoa Kỳ cũng có luôn. Thì Hoa Kỳ là còn tinh vi hơn nữa. Nhưng mà bây giờ anh có muốn nói gì nữa không thì bây giờ đã hết giờ rồi. Thưa chị, bây giờ muốn nói cũng không được nói. Vâng, nếu mà trường hợp mà khán thính giả mà gửi tiền về cho chúng ta có thêm thì giờ chúng ta nói nữa. Vâng, thì Phùng Tuệ Châu xin trân trọng kính chào quý khán giả và xin hẹn lại 15 tây. Vâng, chúng tôi Nguyễn Phương Hùng xin kính chào khán thính giả của Tiếng Quê Hương và xin hẹn lại trong chương trình kỳ tới.